Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn clamp một con tóc cần có tên là ký hiệu là Block Hole nha các bạn. Thì nó có chương trình airdrop cho tất cả các bạn clamp dư phí là 0.003 BNB thì các bạn sẽ nhận được 500.000 tóc cần Block nha các bạn. Còn các bạn nào mà send gỡ 0.001 BNB thì sẽ nhận được 3 triệu tóc cần Block Hole nha các bạn. Thì hồi sớm mình đã có làm một cái video nhưng hiện tại nó không về các bạn. Sau chừng 5 phút sau mình mới về. Mình vừa xóa cái video là nó tự động nó về các bạn. Thì các bạn copy cái phần con sắt của nó này các bạn, 0x7 các bạn. Rồi các bạn mở qua trình duyệt cái chocolate của tất cả các bạn nè. Cái video hồi sớm mình hướng dẫn các bạn tỉ mỉ lắm, nhưng thật ra thì nó về hơi muộn các bạn. Mình tưởng nó sợ cam không à. Rồi các bạn gỡ địa chỉ bên pin xe machine nè. Các bạn bấm nhanh nút gỡ nè. Các bạn dán con sắt của nó vào các bạn, dán địa chỉ hợp đồng của nó trên lộn. Rồi các bạn xem là 0.003 có khoảng 2 đô hoặc là 0.01 các bạn. Thì các bạn nào nếu mà các bạn xem 0.01 thì các bạn sẽ nhận được 3 triệu tốc căng. Còn 0.03 thì các bạn sẽ nhận được 500.000 tốc căng các bạn. Vì mình đã gửi rồi các bạn. Sau khi các bạn gửi xong thì các bạn copy cái con đem qua trang BC scan các bạn. Sau khi các bạn xem thì các bạn sẽ chờ nó khoảng 15 phút đậu lợi nó mới về tốc căng các bạn. Thì hiện tại con này nó có 52 holder nữa bạn, address tổng cung nó có 100 triệu tốc căng nè bạn. Các bạn copy con chắc của nó nha bạn, trong website nó đang update nè bạn. Mình balance mình được 3.500.000 tốc căng. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè các bạn, vì hồi sớm mình nói nó sẽ cam chăm tưa nó về các bạn. Mình test cho các bạn thấy nó về, mình thấy con này tổng cung cũng khá là thấp, nó ngon quá nên mình làm lại các bạn. Các bạn mở ra các bạn. Các bạn mở Block Hole rồi nè. Các bạn nên send 0.003 BNB thôi các bạn. Còn 0.01 BNB. Rồi, mình đã nhận 300 rồi. Mình đã coi nó đã list sàn bên kia chưa các bạn. Để mình add con chắc nó vào các bạn. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Dán con chắc nó vào đây nè các bạn. ADD nè, Block Hole nè, các bạn chọn mát thì kìa. Chưa cho giao dịch các bạn ơi. Ok, đây là một dự án của Trung Quốc hay gì các bạn. Vậy video mình đến kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.